Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình lại chia sẻ cho mọi người cách mềm hóa và lên trục uốn xoắn bung. Với chiếc tóc của em gái này là tóc bông xù tự nhiên và mình sẽ sử dụng gói thuốc khỏe của hãng Quimax 90. Với vào thuốc lần đầu tiên thì mình sẽ cho thêm một chút nước, sau đó đánh thật đều lên. Và mình sẽ chải từ phần chân ra ngoài ngọn. Chiếc tóc này bông xù nên bắt buộc mình phải ép phần chân đi. Vậy nên mọi người sẽ chải thuốc từ phần chân ra phần ngọn cho mình nhé. Với lần đầu tiên này mọi người chải thuốc thì làm sao mọi người chải thật đều vào. Và mọi người lưu ý là khi chúng ta ép với những chiếc tóc mà bông xù, nó không phải là chiếc tóc xoăn xù tự nhiên, thì mọi người chỉ việc chải lên phần trên một lần thuốc thôi nhé. Đối với chiếc tóc này mọi người không nên mềm hóa kỹ quá. Nếu chúng ta mềm hóa kỹ quá thì phần trên chúng ta ép nó sẽ bị đơ quá, đồng nghĩa cái tóc nó sẽ bị xẹp đi quá nhiều. Và cái tổn hại tiếp theo là khi lần sau khách đến mà uốn, thì đối với phần tóc đây chúng ta ép kỹ quá rồi thì lần sau ta uốn sóng sẽ không lên được, lên căng như tóc bình thường nhé. Vậy nên chúng ta chỉ cần mềm hóa non ở phần trên thôi. Và với phần ngọn tóc thì tóc đạt hóa thì với tóc này mình chỉ cần đạt hóa nó khoảng tầm 75-80% là được rồi. Chúng ta không nên mềm hóa sâu quá. Đây mọi người cách kiểm tra của mình đây. Thì mọi người sẽ gập đôi tép tóc vào, sau đó mọi người sẽ banh ra. Mọi người sẽ kéo làm sao cho nó mỏng dàn đều ra và xem mọi người xem cái tóc nó kết dính như thế nào. Thì với tóc này thì tóc này hiện tại đang đạt được khoảng tầm 80% rồi. Và mình sẽ cho đi xả và khử kiềm. Sau khi xả khử kiềm xong mình sẽ lạc qua đi rồi sau đó mình lên trục. Đối với phân khu mặt sau mọi người sẽ chia cho mình thành 3 khu. Và chúng ta sẽ uốn cái khu giữa trước. Mọi người uốn đến đâu thì mọi người xịt nước đến đấy nhá. Sau khi xịt nước đều rồi thì mọi người sẽ lên trục. Với cái tóc, những cái tóc của mình hay uốn thì mình chỉ xịt nước không thôi, mình không cần pha dưỡng hay pha dầu hấp gì đâu nhá. Mọi người xịt nước không là được rồi. Sau đó mọi người sẽ lên trục. Mọi người lưu ý là đối với cái tóc mà khỏe thì chúng ta nên trục chắc tay một chút nhá. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang tép thứ hai. Tép thứ hai thì mọi người sẽ quấn vòng xuống dưới. Nó khác với tép thứ nhất chúng ta quấn nhá. Tiếp tóc thứ ba thì mọi người sẽ chải ngược lên góc 180 độ. Tại vì khu ở trên này mình cắt tầng cao, vậy nên chúng ta sẽ chải ngược lên góc 180 độ. Sau đó mọi người sẽ cuộn như bình thường. Mọi người lưu ý nếu có tóc con thì mọi người có thể dùng chui lược mọi người vặn vào. Ok, sau đó mọi người sẽ lót bằng cái giấy cách nhiệt. Rồi tiếp tục ở phía sườn gáy mọi người cũng tương tự như vậy, lấy tép tóc vừa phải rồi chúng ta cuộn ngược lên trên. Tiếp theo chúng ta lại chải ngược lên góc 180 độ. Rồi chúng ta thực hiện uốn. Với cách uốn kiểu này thì đối với những các bạn thấp thì hơi khó khăn một chút. Nhưng mà nó sẽ đạt hiệu quả cao nên vậy mọi người sẽ cố gắng làm sao để uốn được cái kiểu dựng ngược lên như này nhé. Rồi ok, chuyển sang khu hai bên. Thì đối với phân khu hai bên này thì mọi người cũng tương tự như vậy, lấy cái lớp khuôn viền chúng ta sẽ cuộn ngược lên trên. Và sau khi cuộn xong thì mọi người chạy nhiệt đến khô là bình thường. Sau khi chạy nhiệt khô xong thì mọi người chỉ việc dập định hình 15 phút là ok. Các bạn lưu ý khi uốn tóc là chúng ta không được để ngọn nó bị rối nhé. Điều này các bạn thợ ai cũng biết rồi đúng không? Và mình chỉ nhắc lại và cho những người chưa biết thôi. Và đây là kết quả khi chúng ta đã làm xong cái tóc này. Sóng xoăn rất là mềm. Và đây là kết quả sau khi sấy khô xong. Video của mình đã sắp hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Chúc tất cả mọi người thành công. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé.